Kính chào quý vị và các bạn. Đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới tuần qua ghi nhận với mức tăng khoảng 60 đô la Mỹ một ounce so với mức giá chốt phiên cuối tuần trước. Giá kim loại quý đã có tuần tăng mạnh nhất trong vòng hơn 5 tháng qua với gần 3,6%. Giá vàng thế giới tăng nhanh nhờ chỉ số đô la và lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ sụt giảm. Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một tuần so với các tiền tệ đối thủ trong giỏ tiền tệ, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ neo gần đáy 2 tuần. Theo phân tích của giám đốc quản lý của Gold Silver, đồng bạc xanh thấp và lãi suất trái phiếu của Mỹ giảm xuống dưới 1,6% đã giúp cho vàng bứt phá lên trên ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Ngoài ra, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi thông tin Mỹ công bố số liệu việc làm mới ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 4 năm 2021. Nền kinh tế lớn nhất thế giới chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra trong tháng 4. Dù con số đó vẫn ổn định, nhưng các thị trường đã kỳ vọng Mỹ sẽ có 1 triệu việc làm. Sau khi trải qua tuần tăng giá tốt nhất của năm 2021, các chuyên gia đang đặt mục tiêu giá vàng sẽ tăng lên trên ngưỡng 1.850 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí, không loại trừ khả năng vàng đạt 1.900 đô la Mỹ một ounce vào tuần này do lo ngại lạm phát. Theo kết quả dự báo diễn biến giá vàng trong tuần này, tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển sang xu hướng tăng mạnh đối với các nhà phân tích trên phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ. Cụ thể, có 88% chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng, 12% chuyên gia cho rằng giá vàng giảm và không có chuyên gia nào giữ quan điểm là trung lập. Còn đối với kết quả khảo sát trực tuyến, cũng có 76% các nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ có 14% cho rằng giá vàng giảm, còn lại là 11% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Và tại thị trường trong nước, giá vàng được cập nhật liên tục theo biến động của thị trường vàng thế giới. Và một lần nữa, giá vàng SJC đã vượt qua mốc 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Khoảng cách ở hai thị trường trong nước và thế giới hiện tại được rút ngắn lại khoảng 4 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Theo đó, vào rạng sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua và chiều bán ở mức 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng ở chiều mua, còn là chiều bán là 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Phú Quý SJC cũng niêm yết giá vàng ở mức 55 triệu 770 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 170 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng và 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, đây là giá vàng thế giới mở cửa phiên đầu tuần hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021. Và đây là chỉ số đô la Mỹ. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 350 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 750 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 450 cho đến 500 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng,
bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua chiều bán của vàng PNG là 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 55 triệu 850 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 55 triệu 770 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 55 triệu 650 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 52 triệu 250 nghìn đồng một lượng, bán ra 53 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 55 triệu 620 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 820 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 55 triệu 620 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 990 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 55 triệu 750 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 55 triệu 710 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Huế mua vào 55 triệu 700 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 210 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 55 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 55 triệu 710 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 55 triệu 750 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 230 nghìn đồng một lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận mẫu số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 130 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 730 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9, mua vào 51 triệu 730 nghìn đồng một lượng, bán ra 52 triệu 430 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K, mua vào 50 triệu 911 nghìn đồng một lượng, bán ra 51 triệu 911 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 37 triệu 476 nghìn đồng một lượng, bán ra 39 triệu 476 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 28 triệu 720 nghìn đồng một lượng, bán ra 30 triệu 720 nghìn đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20 triệu 015 nghìn đồng một lượng, bán ra 22 triệu 015 nghìn đồng một lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.